đồi mạnh luôn nè anh chị. Khu Quế cũng dễ sống lắm ha. Anh chị mình để lâm chồi mạnh rồi anh chị hay trồng nè. Đầm lừ hết trơn. Mình thấy mấy cái cành khô khô vậy nè. Từ từ lâm chồi hết trơn này nha anh chị. Rồi cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số B25. Cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm B25 ha. Cái này nữa em ốp giấy thôi nha anh chị. Có những cái chồi non. Chồi non nè, mấy cành nhỏ nhỏ gì chắc nó dễ bị gãy á. Cây này chỉ có cái mặt lửa ở đây. Lửa thép chút xíu chỗ này anh chị. Cỡ chưa tới 2 ngón tay, cỡ hơn ngón tay chút. Cây cao. Quá to luôn chị ơi. Khủng bố luôn. Hoành 45. 45 hoành. Cao thì mấy chuỗi ha. Đường kính bầu 65. Đường kính bầu 65. Đây nó có hơi bị chạy xíu này. Cao 1,5 đó nghe anh chị. Cao 1,5 nha chị. Cái tàn nó thì tầm 75. Tàn 75. Rồi tiếp theo B26. Mấy cây này nó có cỏ hồn chị. Chị nào mà có nhà có sân rộng ha, bông đậm rất là thơm ha. Bông này quế lá xoắn bông chùm, bông của nó màu trắng thơm lắm nha anh chị. Trầm trồi ầm ầm kìa. Rồi nè. Chị yên tâm không sợ khô cây đâu. Nó đâm trồi ha, cái loại này vận chuyển đi cả 15 ngày cũng không sao, nó đâm trồi trong lúc mình vận chuyển luôn á. Rồi mã số này là B26. Cái này thì nó có một cái chỗ này nó bị có cụm đế này nè, nó lũa. Chút nó lũa từ chỗ này tới cụm đế luôn nè anh chị ha. Cây đế dữ dằn đế B26 nha anh chị, già cây lắm rồi ha. Tay cành nè đều gan hết rồi. Cái này dễ nhỏ hơn đó. Hoành đó là 52 hoành. 51 thôi. 1,5 luôn. Cao 1,5 đó anh chị ơi. Rồi tiếp theo B27. Cây này là mã số B27. Cây nào cũng đâm chồi mạnh hết rồi nha anh chị. Nhưng mà cái chồi non này em ốp vô sẽ bị gãy ha. Cái này nó cũng bị có một bên lũa này. Tại mấy cây này á trồng vườn á, nên nó dễ bị có sẹo nè anh chị. Còn cái nó cũng chạy đen ha. Nó có lũa ha. Nè chồi nè, đụng cái nó dễ gãy. Hoành nó cũng to lắm rồi. Mã số B27 tính 50 thôi. Cao 1,5 luôn. Gà ghế nó kéo bít này gà ghế luôn. Tôi để mấy lá thở này ha. Này nó có cái chỗ lũa đây. Nhánh ép ông. B28 nha anh chị. Cây này đẹp ha. Già cây nha chị. Hoành nó 31. Cái mây nó cũng có cái sẹo kéo nó kéo rồi nè. Chiều cao là 50. Kính bầu 38. Rồi mã số này là B28. B28 em giao luôn với anh chị là 900.000 em bao ship. 900.000 anh chị. Tiếp theo B29. B29 à, cũng cái đế cũng đỏ này. Dạ đây cũng tưởng luôn này. Cái nhánh cũ nè. Con gì nha. Giờ đây 21. Cao là 28. Đường kính bầu là 40. Này ốp giấy vô mấy chồi non có thể bị dập gãy nha anh chị. Rồi B29 này 650 em bao ship.
Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay cũng tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị là lô sam trái. Đó, thật sự là em chỉ còn một mớ cây thôi anh chị ơi. Em bán nguyên một lô như thế này là 5 cây. Đó, thì giá chỉ là 1 triệu đồng em bao ship ha. 5 cây 1 triệu. Tính ra là mà bao ship nữa tính ra chưa tới trăm mấy ngàn cây nữa chị ơi. Đó, này bán còn mớ cây nên xả là cho anh chị chơi ha. Nè, cây này thôi ăn tiền nè anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Nó tàn thì nó có sẵn trên này cho anh chị nè ha. 5 cây 1 triệu. Em bao ship. Cây thì nó không, mình không có đo hoành được nha anh chị. Cho anh chị so sánh cây viết giúp em ha. Này lô số 1, mã số là L1 nha anh chị. Đó, mã số là L1. Anh chị xem ha. L1. Cây này rất là đẹp. Có cây này thì nó có cây bự cây nhỏ nha anh chị. Có cây này thì nó hơi nhỏ chút xíu thôi. Còn cây nào cái này bành không nè. Thì em bán lô 5 cây đi. Bán nguyên một lô ha. 1 triệu bao ship. Mã số L1 nha anh chị. Rồi tiếp tục là lô mã số L2. Đó, anh chị xem ha. Đã rất là đẹp luôn ha. Sam trái. Nè, cây này là đế nằm dưới này còn nhiều lắm nha anh chị. Tại chưa em chưa khai thác dưới này người ta trồng hai chậu nè. Đó là có ló không đế ra dưới này, ló đế trong này lòi ra nhóc chân nè. Mà em không có bư ra ha. Đó, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Đó, anh chị xem ha. Đây lô số 2 nè, đế nè anh chị. Em không có bư luôn đó. Đó, cây rất là quái luôn ha. Một lô 5 cây. Đó, anh chị so sánh với cây viết giúp em ha. Bự hơn viết nhiều nha anh chị. Đó. Rồi lô số 2, 5 cây nha anh chị. Đó, rồi, cũng là 1 triệu em bao ship tặng nhà cho anh chị ha. Rồi, tiếp theo là lô số 3 nha anh chị. Mã số là L3. Đó, anh chị xem ha, cây này quắn nè. Rất là đẹp luôn ha. 5 cây mà chỉ có 1 triệu nha anh chị. Em bao ship luôn ha. Tính ra bao ship tiền ship luôn. Tính ra tới anh chị có trăm mấy ngàn cây anh chị ơi. Rất là rẻ ha. Cây đâm chồi trơn nè. Đó. Đó, sam trái nha. Ồ, sam trái này trái chùm luôn chị ơi. Đó. Rất là đẹp. Phần loãng uống từ nhỏ không nha anh chị. Cây khá là đẹp ha. Rồi lô số 3 L3 1 triệu em bao ship nha. Rồi tiếp theo là mã số L4 nha anh chị. Sam trái ha. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đây. Đó. Chị xem nè. So sánh nè. Đế dưới này là người ta trồng hai chậu đó anh chị. Đó, nó còn đế xổm dưới này rất là nhiều ha. Mà tại em không có bư. Đây. Cây đâm chồi nhú chồi hết trơn nè anh chị. Đó, cái này là dáng bay tuyệt đẹp luôn chị ơi. Đó, quá ok luôn. Cây này cũng rất là đẹp luôn. Tàn thiên nhiên còn sẵn luôn ha. Cây thì 5 cây nó có cây này cây kia nha anh chị. Cây nên giá đồng giá. Đó, chỉ có 1 triệu em bao ship luôn ha. Này lô số 4 nha anh chị. Đó, mã số L4 đó. Chị coi ha. Rất là công quái luôn ha. Cây này siêu trái luôn ha. Sam trái, đảm bảo sam trái 100% nha anh chị. À, rồi lô số 4 1 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo là lô số 5, mã số là L5. Đó, chị xem này ha. Quá đẹp chị ơi. Cây này đã trồng hai chậu, thường là đế nó nơm sởm sởm luôn anh chị. Đó, cây nè. Cây này thôi cũng đủ ăn tiền luôn anh chị ơi. Sam trái nha, em bảo hành sam trái 100% nha anh chị. Đó. Quá đẹp luôn chị ơi. Nha, một số cây thì còn tàn thiên nhiên cho sẵn mình về luôn. Lô số 5. Chị xem ha. Còn cho anh Hoành thì chị sẽ xem cây dứt lông giúp em ha. Đó. Rồi mã số L5. 1 triệu em bao ship tặng nhà luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo là lô số 6, mã số L6 nha anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. So sánh với cây dứt lông giùm em ha. Đây, nó có gớt một cái ấy gà anh chị xem đủ đế nè. Đó. Đế nó xổm như thế này, tại những cây mà hai chậu á, đế nó xổm như vậy lắm nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp luôn ha. Cây này cái tàn nó thổi khỏi chê luôn. Cây rất là đẹp luôn anh chị. Lô số 6 ha. Già dữ lắm, nó già luôn chị ơi. Trái thì xum xê luôn đó. Cây mã số L6, 5 cây, chỉ có 1 triệu bao ship, tính ra
chưa tới 200.000 cây nữa chị ơi. Tiền ship em bao luôn ha, bao ship tặng nhà cho anh chị luôn. Rồi lô số 6. Rồi tiếp theo là mã số L8. Đó anh chị, mấy cây này một cây thôi đủ ăn tiền anh chị ơi. Anh chị khi anh chị mua ra thành phẩm là cây đó đúng với 1 triệu luôn anh chị, 700-800 ngàn luôn. Mà em bán 5 cây chỉ có 1 triệu, em bao ship luôn nha anh chị. Đó nè, cây đâm chọi chân, để cục cục trong này không dám bư ra, để cho anh chị về muốn bư thì bư ha. Em thì em không có bư, để anh em lấy đại như nè. Nè anh chị nhìn thấy sơ không thấy lối ra này chưa. Đó lô này đẹp nè, số 7 số 8 nè, mã số L8 nha anh chị. 5 cây mà chỉ có là 1 triệu, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Sam trái nha, bảo hành sam trái nha anh chị.